đầu video cho em xin gửi lời tới cô dì chú bác anh chị em yêu Lan một lời chúc, một lời chào trân trọng nhất. Vâng, chủ đề của em hôm nay là kích mầm gốc cho phi điệp, kích bằng gửi gừng. Thì như đoạn đầu video ấy, em có quay một đoạn cái cây mà em làm thí nghiệm của gọi là năm trước, tức có nghĩa là của năm cuối năm 2021, qua Tết đây là gọi là đầu năm. Thì em thí nghiệm thực tế đã thành công nên vậy em mới dám chia sẻ lên kênh. Đấy, như cách thức ngay ban đầu để mà thí nghiệm của em ấy là trước hết là em ngắt lá, như các bác đã thấy đấy, em đang ngắt lá mà ngắt cũng được một nửa rồi mới nhớ lại là làm video. Đấy, mục đích ngắt lá để làm gì các bác biết không? Là gây nó có một cái vết thương ở thân. Đến khi mà mình phun thuốc vào ấy thì gọi là cái thân cây đấy có cái vết thương hở, thì lúc đấy là cái cây nó hấp thụ bằng cái vết thương hở đấy, nó thấm thuốc vào thân rồi thấm thuốc vào gốc đó. Như các bác thấy đấy, giờ mầm gốc đã lên và thân đã ra hoa. Cái cây này là cái cây duy linh, cái dòng này là dòng nở xuân nên vậy là mình làm trước Tết được. Còn có số là em phi điệp hòa bình nên vậy là cái thời điểm cắt nước của em đã tròn được một tháng như video lần trước em nói đấy, em hướng dẫn đấy. Bây giờ là tới ngày hôm nay là gọi là gần một tháng, còn mấy ngày nữa ấy, mới được tròn một tháng. Nên thế là em bắt đầu làm cái gửi gừng này không phải giống như cây duy xanh hoặc paro đâu các bác ạ. Tại vì nó phải có cái sự chờ đợi, nó không phải là phun một lần hai lần là có hiệu quả, mà mình phải kiên trì phun phải được 4-5 lần. Một lần như thế là cách nhau là 4 ngày hoặc 5 ngày tùy theo lịch của các bác sắp xếp. Đấy, nên thế là em cũng có chút gọi là chia sẻ với các bác như thế. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lần phun đầu tiên, cái lần mà mình gây cho cái thân của nó là bị thương ấy, là tức có nghĩa mình hay lá để cho nó có một, tạo một cái vết thương để mà khi mà GE gừng của mình phun vào ấy thì nó mới có hiệu quả. Đây, như công thức GE của em video lần trước em cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà lần này em nói lại là mình lấy 1 lít nước, là mình lấy thêm 6cc GE gừng thì bỏ vào bình phun. Thì cứ trong cái thời điểm mà mình phun đấy thì các bác lưu ý cái lần đầu tiên đấy là mình phải phun đậm cả gốc cả thân đấy. Đấy, các bác cứ phun cho em là 4 lần, một lần như thế là cách nhau 4 ngày. Sau 4 ngày, sau 4 lần như thế các bác cứ ra kiểm tra. Em cam kết là nếu mà các bác làm GE gừng mà làm đúng bài bản thì nó sẵn sàng, nó có hiệu quả. Thì tới lúc đó tức có nghĩa là nó cũng kịp với cái chu kỳ sinh trưởng của mầm gốc cây phi điệp. Nhưng em đây là em phun đậm. Quan trọng ăn thua là nhờ cái lần đầu tiên này các bác. Các bác có hạ cố vào xem kênh của em thì cho em xin một nút đăng ký và một lượt thích để có cái nguồn động lực làm tiếp video để phục vụ các bác. Cái tựa đề của em đặt cho kênh là các bác hiểu rồi đấy, là một ông thợ xây mê lan vlog. Thì vì đam mê nên vậy em mới làm kênh chia sẻ các cái kinh nghiệm của mình từ xưa tới nay.
chơi lan và tích góp được. Nhiều khi em đi chơi với bạn bè, với lại chia sẻ cho bạn bè thì mình cũng ý là nói đúng, nhưng mà nhiều người nói ông này khả năng ông nói xàm nói bậy, nên thế là bằng cách thì chứng minh cái sự hiểu biết của mình bằng cách là lập kênh để chia sẻ lên kênh để cho mọi người đều cùng bình luận, cùng nhận xét. Chứ còn một cá nhân nói chuyện với một cá nhân ấy, thì thành ra là ai không có cái lý của người đó, với lại chưa nói chuyện được hợp tình hợp lý với nhau thì đã bom đạn đã nổ ra rồi. Nên thế là em nhiều khi giữa cộng đồng ấy, thì em cũng ít nói chuyện, cũng ít trao đổi, nên thế là như thế nó cũng có cái sự ức chế các bác ạ. Nên thế là bằng cái cách mình chia sẻ lên cách được nhiều người hiểu biết mình hơn, nhiều người chia sẻ, nhiều người gọi là quý trọng mình hơn. Thà rằng những người mà họ tâm đắc với lời nói của mình trong cái video ấy thì còn hơn là ngồi uống với nhau một ly rượu mà lời nói không hợp tính nhau, không hợp ý nhau. Nên thế là nó cũng thành ra bất công. Đấy, các bác hạ cố vào thăm kênh của em thì thương em cho em một nút đăng ký. Xin cảm ơn các bác nhé.